Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất ngày hôm nay của mình. Thì hôm nay mình cũng có chút thời gian rảnh do chính phủ đang còn yêu cầu người dân cách ly, thì hôm nay mình ở nhà, mình làm việc sáng giờ và bây giờ mình có thời gian thì mình mở máy lên rồi chia sẻ cho các bạn một số cái thông tin thú vị về giá cà phê. Việt Nam mình thì cà phê cũng tham gia trên sàn thị trường London cũng được khá khá lâu rồi đấy, cũng đâu đó khoảng tầm mười mấy 20 năm rồi. Thì hôm nay mình sẽ mở một số cái biểu đồ cà phê ở trên sàn cà phê London đấy, để cho chúng ta cùng tìm hiểu xem là giá cà phê trong suốt mấy chục năm qua nó biến động như thế nào. Thì trước tiên thì các bạn đăng nhập vào cái website bachat.com và đi theo cái đường link này Future Quote đấy, và RMK. Hiện tại là RMK này là 20, là tức là giá cà phê Robusta năm 2020, và chúng ta có cái biểu đồ này thì mình sẽ đăng nhập lại cho bạn xem nha. Các bạn vào bachat này, bachat.com này, rồi đăng nhập vào đây. Thì để tìm được cái mục vừa rồi á, các bạn bấm vào cái ô này Select a Commodity, tức là chọn một mặt hàng. Thì cái cà phê London nó nằm ở đây, các bạn kéo xuống, cà phê London nó nằm ở trong cái mục nhạy cảm này, ở châu Âu này, European Shop này. Thì chúng ta có mặt hàng Robusta 10T, có nghĩa là mặt hàng cà phê thị trường kỳ hạn cà phê London. 10T có nghĩa là 10 tấn, một lốt của nó là 10 tấn. Nhấn vào rồi nó ra cho mình cái giá cà phê, cái thị trường kỳ hạn cà phê London, tức là thị trường Robusta này đó. Thì tối qua thị trường nó trade á, là hôm qua là ngày 1 tháng 4 này, hôm nay là mùng 2 tháng 4. Tối qua thị trường nó trade là giá đóng cửa của tháng 5 là trừ 15 đô, tức là âm 15 đô. Thì giá tham chiếu hiện tại nó là 1.171 đô một tấn. Giá tháng 7 là âm 18 đô, 1.204 đô một tấn. Đó, thì cái đơn vị tính của nó là đô la trên tấn. Và khi mà thị trường nó giao dịch á, là người ta fix với nhau, chốt với nhau á, là nó chốt là bằng đơn vị là lốt, lốt một lốt là 10 tấn, người ta nhân lên. Thì cái đó thì các bạn tìm hiểu thêm ở trong cái thị trường kỳ hạn. Thì hôm nay á, là mình sẽ cho các bạn xem cái bức tranh của giá cà phê Robusta trong suốt mấy chục năm qua. Thì chúng ta cùng mở một cái biểu đồ, nó có một cái biểu đồ để chúng ta xem. Thì ví dụ như mình nhấn vào đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái biểu đồ của cái thị trường Robusta, của những cái tháng giao dịch mà gần nhất ấy. Thì nó ra cái biểu đồ như này, đúng không? Bây giờ là nó sẽ có nhiều cái option cho chúng ta chọn này, là một ngày, 5 ngày, một tháng, 3 tháng, 6 tháng, một năm, 5 năm và nhiều hơn nữa. Thì bây giờ mình sẽ nhấn vào cái nút này để cho nó có một cái biểu đồ lớn hơn để chúng ta cùng xem. Rồi, đây là cái biểu đồ nó đang còn, mình đang để cái tùy chọn nó là cái area chart, nghĩa là nó sẽ cái vùng mà hiện biểu đồ nó sẽ màu sẫm như thế này, còn ngoài biểu đồ nó sẽ trắng. Hoặc là chọn line chart nó sẽ hiện lên là cái đường line này thôi. Thì mình sẽ chọn cái area chart này cho nó dễ nhìn. Và cái option hiện tại á, là nó đang để là từ năm, bây giờ mình sẽ chọn option nó là thời gian là tối đa luôn nha. Rồi, tối đa thì cái biểu đồ này á, là nó có dữ liệu là từ năm 2008 thôi, chứ không được đây này, từ năm 2008 thôi chứ không được mấy chục năm. Thì mình sẽ để 20 năm đi cho dễ nhìn. Đây các bạn thấy không, cái biểu đồ
của cái bachat.com này á, là nó có dữ liệu từ năm 2008 thôi, chứ còn không được nhiều, không được mấy chục năm đó các bạn. Các bạn qua cái website này này, nó có này, đây này, mình đã chuẩn bị sẵn đây cái historical chart data này này, thì ở dưới này á, là nó có cái data của 45 năm luôn. Đây mình có chuẩn bị sẵn đây, data của nó là nó lưu từ năm 1973 đến đến nay luôn đấy. Để các bạn vô cái đường link này nha. Đó, đường link này. Đó. Thì từ năm 1973 cho đến năm 2020 á, thì biểu đồ cà phê nó lên xuống như thế này. Đúng không? Đó. Thì chúng ta trở lại cái biểu đồ ba chạc lúc nãy đi. Nó bên này nó có nhiều cái option hơn để chúng ta xem. Bây giờ mình mở cho cái biểu đồ này nó lớn hơn để cho anh em dễ nhìn nha. Bấm vào cái nút này này. Đó, bấm vào nút đó nó sẽ to ra để mình dễ nhìn hơn. Thì năm 2000 từ năm 2008 á cho đến năm 2020 á, thì tầm khoảng 12 năm. 12 năm á, thì giá cà phê nó sẽ có cái biến động như thế này này các bạn. Năm 2008 á, thì cuối năm 2008 á, là thời điểm mà khủng hoảng kinh tế nó nổ ra đó. Thì lúc này là giá cà phê nó đang trên mức rất là cao. Ở đây là mình ghi nhận là tháng July, July là tháng 7 năm 2008 này. Thì giá cà phê nó đang đứng ở mức là các bạn nhìn bên phía tay các bạn nhìn bên phía bên này nhá. Phía bên tay phải này là sẽ hiện lên cái giá này. Thì ở cái điểm này á là giá cà phê nó đang ở mức 2.300 ở tháng tháng 7 năm 2008, là mức khoảng tầm 2.300 gì đó, 2.311. Thì cuối năm 2008 là khủng hoảng kinh tế xảy ra, thì giá cà phê nó có xu hướng đi xuống này các bạn, nó rớt xuống này, thấy không, nó rớt xuống này, đến thời điểm này là rớt tháng 10 năm 2008 nó rớt xuống đây và nó có phục hồi lại được một chút ít đó. Đến tháng 11 nó lên được khoảng tầm từ hai mình nói lại nhá, từ 2.300 này mà nó từ tháng 7 là nó còn tầm mức 2.300 mà nó rớt xuống là vào tháng 10 á, là nó còn có 1.567 thôi, nghĩa là nó rớt khoảng tầm 800 đô rồi đấy đó, và nó có phục hồi lại một chút vào tháng 11, nó phục hồi lại một chút rồi và nó rớt xuống đó và tiếp tục đi xuống, và xu hướng của nó là phục hồi được một chút xíu nữa nhưng mà xu hướng nó vẫn đi xuống. Đến tháng tháng đây nó rớt xuống là tháng 12 năm 2008 là rớt xuống chỉ còn 1.518 thôi, và đầu năm 2009 là nó tháng 1 2009 là nó lên được khoảng 1.600, nghĩa là lên được mấy chục đô gì đó và tiếp tục có xu hướng đi xuống, đi xuống đầu năm 2009 bắt đầu đi xuống và rơi vào kinh tế thế giới nó rơi vào khủng hoảng trầm trọng đó, thì cà phê lúc này nó có xu hướng là đi xuống rất mạnh. Thì từ tháng tháng 7 năm tháng 7 năm 2008 mà nó còn ở mức 2.300 này, mà đến tháng tháng 1 năm 2009 ấy, là nó rơi xuống là 1.296, nghĩa là ở 1.500 ở 2.300 này mà nó rơi xuống còn 1.300 ở tháng 1, thì từ tháng 7 mà sang tháng 1 ấy, là nó rơi vào tầm khoảng 6 tháng, 6 tháng mà nó rơi xuống khoảng hết 1.000 đô một tấn, nghĩa là giá cà phê mất gần một nửa, đúng không, gần một nửa. Đây mình chưa nói đến tỷ giá nhé. Đó thì sang tháng 2 á, sang tháng cuối tháng 1 á, thì giá cà phê nó cũng phục hồi được chút chút đỉnh, lên được khoảng tầm từ 1.300 này mà nó lên được khoảng 1.500, thì nó lên được khoảng 200 đô, nó phục hồi nhưng mà xu hướng của nó vẫn đang đi xuống bởi vì nó đang trong cơn khủng hoảng. Đấy, sang tháng thì nguyên một cái năm 2009 này á, là giá cà phê nó có xu hướng đi xuống này, các bạn thấy không? Nó phục hồi được lên 1.500 và tháng nó rơi xuống, tiếp tục rơi xuống. Tháng 8 năm 2009 nó rơi xuống còn 1.300 và tiếp tục đi rơi xuống vào tháng 11, tháng 12 năm 2009 là nó xuống còn 1.296 và tiếp tục đi xuống đầu năm 2010, tháng 1 năm 2010 chỉ cũng chỉ còn 1.300 thôi và tiếp tục xuống. Rồi từ 2010 này kinh tế thế giới nó cũng được phục hồi dần,
và kinh tế nó khởi sắc hơn, thì giá cà phê nó tiếp tục nó đi theo thị trường và được các nhà đầu tư cũng như các quỹ đầu cơ người ta đầu tư vào nông sản, thì cà phê mình cũng được người ta, các giới đầu tư, các quỹ môi giới người ta cũng đầu tư vào cà phê, thành ra là giá cà phê nó từ năm hai đầu năm 2010 này cho đến năm tháng 5 năm 2011, tức là hơn hơn 1 năm rưỡi, khoảng 1 năm rưỡi gì đó, thì nó có xu hướng nó đi lên, các bạn thấy không, nó đi lên, nó phục hồi mạnh mẽ không đó. Tất nhiên là trong này là nó có một thời điểm nào đó nó rớt xuống, nhưng mà xu hướng chung của nó là đi lên từ năm đầu năm 2010, nó đi lên tháng tháng 5 năm 2011, thì mùa khoảng tầm hơn 1 năm rưỡi, khoảng 1 năm rưỡi gì đó, nó lên từ 1.000, nó từ 1.243 vào tháng 2 năm 2010, từ 1.243 đi lên vào tháng 5 năm 2011, nó phục hồi lại là 2.599, tức là gần gần 2.600, và nó phục hồi mạnh mẽ ở cao hơn ở cái mức trước khi có khủng hoảng luôn. Trước khi khủng hoảng kinh tế là nó tầm khoảng 2.300 thôi, nhưng mà sau khi kinh tế thế giới đã phục hồi thì giá cà phê đã lên tới 2.590 95, gần như là cao nhất trong tất cả các năm. Bây giờ chúng ta qua cái biểu đồ lúc nãy nó có mấy chục năm đấy, chúng ta xem là ở thời điểm mà 2011 á, đây này, bên này là nó ghi nhận được là mức giá là cao nhất là 2.800 này, là tầm tháng 4 năm 2011 này đó, 2.800. Thì nhìn quay trở lại cái lịch sử á, thì chúng ta thấy được là năm năm 1000 25 tháng 4 năm 1977 á, là giá cà phê nó ghi nhận là cao nhất trong mọi thời đại, cao nhất từ trước đến nay là ở mức là 3.000. Giá cà phê London nó cao ở mức là 3.000, và cái mức giá mà phục hồi năm 2011 này á, là một mức giá nó phục hồi rất mạnh mẽ sau sau khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008. Đấy, chúng ta quay lại cái biểu đồ này để nhìn cho rõ hơn này. Thì khi mà cà phê đạt đạt tới đỉnh rồi á, thì nó thị trường nó gặp nhiều biến động, bởi vì cà phê là một trong những mặt hàng nhạy cảm, nó thuộc nhóm mặt hàng nhạy cảm, thành ra là nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố về tài chính, chính trị, và gọi là phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và bất ổn chính trị. Thì chúng ta thấy được là năm 2000 năm 2011 đấy, là bên chính trị ấy, thì nó khủng hoảng, là nó bất ổn. Thì năm 2011 đó, thì giai đoạn này là kinh tế thế giới nó tương đối là phục hồi rồi, nhưng mà ở bên châu Âu đó, thì nó xảy ra cái cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu, thì từ đó là nó các nhà đầu tư đã rút khỏi thị trường nông sản, mà rút khỏi thị trường nông sản ấy, khiến cho giá cà phê năm 2011 này rớt xuống rất là thê thảm. Bởi vì các nhà châu Âu là người ta rút khỏi thị trường là người ta đầu tư vào vàng và các mặt hàng khác, thì giá cà phê này lúc này rớt xuống rất thê thảm. Từ đỉnh là 2.000, ghi nhận ở Baija.com này là 2.000, gần 2.600, mà nó rớt xuống là vào thời điểm tháng tháng 7 năm 2011 là chỉ còn là 2.001 thôi, nó rớt khoảng 500 đô, và sau đó phục hồi lại được 2.000, gần 2.003, tuy nhiên vẫn đang trong đà suy giảm. Và đến cuối tháng tháng 10 năm 2011 đó, thì nó chỉ còn là 1.700 thôi. Đó, nó đã đánh mất mốc 2.000. Đấy, và trong cái xu hướng suy giảm thì cuối năm 2011 nó phục hồi được chút đỉnh lên được 1.900. Đấy, nhìn chung thì từ giai đoạn 2000 cuối năm 2011 đầu năm 2012
cho đến 2000 2013. Cuối 2012 đến cuối 2013 thì xu hướng cà phê thì nó đi lên đi xuống, và xu hướng chung thì cuối năm 2010 cuối năm 2013 thì nó xu hướng là sụt giảm. Nó rơi vào cuối năm 2013 thì giá cà phê nó chỉ còn khoảng tầm 1.000 1.400 thôi. 1.400 mấy chục đó là nó gần như là chạm ở mức khủng hoảng kinh tế trước đó ở giai đoạn 2010, 2009 2010. Và ở giai đoạn này thì giá cà phê lại xu hướng lại đi lên ở năm 2013 này là giá cà phê nó bắt đầu có xu hướng lại là phục hồi. Nhưng mà tìm cái mức phục hồi của nó thì nhanh chóng nhưng mà được không được bền vững. Sang tháng nó đạt ở mức đỉnh trong vòng mấy năm này, ở mức 2000, nó đạt được mức 2.100 mấy chục đây. Thì cũng là giá cà phê cũng tương đối là ok rồi. Nhưng nó không giữ được và tiếp tục có xu hướng là đi xuống từ năm 2010, đầu năm 2014, và xu hướng là đi xuống cho đến mức này là mức tháng 2 năm 2016. Ở mức 1.376 này thì giá cà phê nó gần như là chạm ở mức đáy của năm 2010 trước đó. Các bạn nhìn thấy 2010 là nó ở mức này, là tháng 2 là nó đạt được chỉ có 1.200 mấy chục thôi, và cái mức năm 2016 thì nó lại quay về là 1.300, chưa được 1.400. Thì mức này gần như là đáy ở trong hơn 6 năm qua đấy. Và cà phê khi mà đã chạm mức gần như là đáy rồi thì nó lại có xu hướng lại phục hồi và đi lên và đạt mức đỉnh là 2.227 vào tháng 10 năm 2016, và duy trì ở mức này đến năm đến từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017 là vẫn duy trì được mức là 2.000 2.100, tầm gần 2.200. Tuy nhiên sau khi đạt được duy trì được mức này trong vòng gần 1 năm thì giá cà phê từ đó trở đi để cho đến nay là có xu hướng đi xuống. Các bạn thấy từ mức này mà nó đi xuống cho đến nay là từ năm 2000 tháng 6 năm 2017 cho đến nay là tháng 4 năm 2020 thì khoảng gần 3 năm giá cà phê có xu hướng luôn luôn đi xuống. Và đến nay thì chúng ta nhìn nhìn tới đây là chúng ta đã thấy là mức 1.177 này, 1.171 là tối qua giá cà phê đóng cửa đấy, thì mức này là mức thấp nhất từ năm 2008 đến nay. Đó. Và liệu mức này có đã là mức thấp nhất ở trong bức tranh cà phê từ khi nó ra đời hay chưa? Chúng ta cùng qua xem cái biểu đồ trong từ năm 1973 cho đến nay. Thì hiện tại là giá cà phê chúng ta đang ở mức là 1.000 1.100 này. Ở đây là mức mức 1.000 gần 1.100. Gần 1.200 thì mức này nó vẫn đang là mức trung bình, đang nằm ở mức trung bình từ khi cái thị trường cà phê nó ra đời. Mức này nó đang là ở mức trung bình, chưa phải là mức thấp nhất. Thì mức thấp nhất đó, nó ghi nhận được là năm năm 2000. Các bạn nhìn đây nhé. Mức thấp nhất là nó ghi nhận được là năm đâu đó năm 2001, vào ngày 15 tháng 10 năm 2001 là nó rơi vào giá cà phê London lúc này là chỉ đạt được là 480 đô, 480 đô một tấn thôi. Đó. Thì trong cái biểu đồ này á là các bạn nhìn thấy những cái vệt đen đen này này. Vệt đen đen này là những cái vệt người ta đánh dấu đây là những thời kỳ khủng hoảng, những thời kỳ khủng hoảng kinh tế nổ ra và giá cà phê cũng bị ảnh hưởng bởi những cuộc khủng hoảng này. Chúng ta xem nha,
năm 1973 này, nó diễn ra khủng hoảng kinh tế cho đến năm 75, gần vòng 3 tháng 3 năm 75 là gần như hết khủng hoảng, nghĩa là nó diễn ra khoảng tầm 2 năm. Khủng hoảng kinh tế khoảng 2 năm thì giá cà phê lúc này nó thị trường lúc này nó chưa chưa có sự nhiều nhiều sự tham gia của các giới đầu tư, cho nên là nó đang giao dịch rất là ít. Đến năm 2000 đến năm 1980 thì cũng xảy ra khủng hoảng kinh tế và giá cà phê cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà không ảnh hưởng nhiều. Sau khi hết khủng hoảng thì giá cà phê nó lại rơi. Đây, đến năm 1981 tiếp tục có khủng hoảng. Đấy, khủng hoảng như thế nào thì các bạn lên các bạn tìm hiểu nha. Mình chỉ nói tóm tắt thôi. Năm 81 nó cũng xảy ra khủng hoảng cho đến gần như cuối năm 82 thì giá cà phê nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà nó vẫn đang ở mức là chấp nhận được. Và lúc này nó khởi sắc. Đó. Giai đoạn này là hết khủng hoảng thì nó khởi sắc cho đến năm 1990. Thì cũng xảy ra khủng hoảng. Lúc này là giá cà phê nó cũng đang ở mức nó trở về mức rất thấp này. Chỉ có khoảng tầm 800 đô gì đó thôi, 840 mấy đô thôi, một tấn thôi. Và tiếp tục rơi. Ghi nhận năm 92 là chỉ có khoảng tầm giá cà phê đạt mức thấp gần như kỷ lục là 500 đô. 500 đô. Tuy nhiên, mức thấp nhất trong lịch sử vẫn là mức của những năm 2000. 2001 nó đạt giá cà phê lúc này chỉ đạt được khoảng tầm chưa đầy 500 đô một tấn. Khoảng tầm 480 đô thôi. Đấy. Và hiện tại thì giá cà phê Việt Nam mình nó đang nằm ở mức này, là mức trung bình, là mức thấp nhưng mà đang đạt mức trung bình của lịch sử giá cà phê. Vậy thì giá cà phê nó lên nó xuống và nó thay đổi như thế này thì chúng ta xem cái giá cà phê nội địa nó đạt ở mức bao nhiêu. Thì để biết được á, là giá cà phê nội địa thì chúng ta căn cứ vào tỷ giá của đồng đô so với đồng Việt Nam. Thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một cái biểu đồ giá cà phê tỷ giá đồng đô so với đồng Việt Nam, ở nó có dữ liệu từ năm 1998 cho đến nay. Thì các bạn nhìn thấy nhé, các bạn nhìn đây nhé, tỷ giá của đồng Việt Nam mình á thì nó có xu hướng là ngày càng đi lên, có nghĩa là đồng tiền Việt Nam ngày càng mất giá so với đồng đô la Mỹ. Năm 1997 này, nó có dữ liệu năm 97 luôn, cuối năm 97 này. Cuối năm 97 thì tỷ giá 1 đô la đổi được 12.000. Các bạn nhìn bên tay tay phải cái biểu đồ nhé. Thì nó đạt được năm 97 á, là nó đạt được 1 đô, nó đạt được là 1 đô thì đổi được là 12.200 đồng Việt Nam. Và càng ngày càng đi lên á thì nó có một số thời điểm nó đi xuống này, nhưng mà xu hướng của nó là đi lên. Thì đến nay á là 1 đô la đổi được khoảng tầm 23.500. Nghĩa là từ năm 97 cho đến nay á, nó trải qua khoảng 23 năm thì cái đồng tiền Việt Nam mình á, là nó mất giá gần như là một nửa, gần như là gấp đôi so với đồng đô la Mỹ, đúng không ạ? Thì căn cứ vào cái biểu đồ này thì chúng ta cùng tham khảo xem là ở các thời điểm mà giá cà phê nó rớt á, thì thời điểm nào là giá cà phê thấp nhất nha. Rồi, chúng ta cùng quay lại cái biểu đồ này. Chúng ta cùng xem là từ năm 97, từ năm 1997 thì không, bây giờ mình lấy năm 92 đi ha. Năm 92 thì mình không có cái dữ liệu của tỷ giá, nhưng mà lúc này á, thì chắc đâu đó tỷ giá của nó là khoảng tầm 10.000 gì đó đi các bạn. Tại vì năm 97 là nó mới 12.000 thôi. Thì mình lấy ví dụ nó chỉ có 10.000 thôi. Thì cái giá cà phê lúc này nó thấp nhất á. Thấp nhất thì nó là khoảng tầm 500 đô. 500 đô mà các bạn nhân cho 10.000 thì
lúc này á, giá cà phê nó chỉ tầm, mình mở máy tính xem nha, mở máy tính lên này, đây giá cà phê lúc này nó là tầm khoảng 500 đô, mình cho làm chẵn là 500 đô đi ha, nhân với tỷ giá lúc này cho là 10.000 đi để chúng ta thấy được là bao nhiêu. Thì một tấn cà phê lúc này á có giá khoảng tầm 5 triệu thôi, nhưng mà thực tế thị trường lúc này á là nó chỉ rơi vào tầm khoảng 4.000 thôi các bạn, 4 triệu thôi, bởi vì thì cái lượng lượng cung đó thì nó nhiều nhưng mà lượng cầu ở thế giới nó không có, thành ra là giá cà phê nó xuống mức này, là mức thấp kỷ lục, mức giá thấp, mức giá cà phê Việt Nam thấp kỷ lục, từ thấp kỷ lục từ khi mà người ta giao dịch cho đến thời điểm đó là mức khoảng tầm dưới 5.000, đâu đó 4.000 thôi. Thì mình nhớ lịch sử nó là ghi nhận mức 4.000 là mức thấp nhất trong mọi thời đại cho đến thời điểm đó. Rồi chúng ta cùng xem là năm 2000 mức thấp hơn nữa so với mức đồng đô này, thấp hơn nữa so với mức mức năm năm 9 vừa rồi là năm 992 đúng không? Bây giờ mình qua năm 2000 lẻ 2001 nó ghi nhận là mức là 480. Nghĩa là thấp hơn cái mức vừa rồi là chứ, mức 480 thì chúng ta có 480 ở năm 2001, chúng ta mới nhân với tỷ giá năm 2001 chúng ta cùng cùng so sánh xem là nó là bao nhiêu. Thì lúc này nó tỷ giá nó đi lên được là 14.410, thì mình sẽ nhân là 480 nhân với 14.400, làm chẵn là 400 nha, xem nó ra được mức nào. Và lúc này giá cà phê nó đạt được mức là 6 triệu 9 một tấn đó, 6 triệu 9 một tấn thôi. Thì tuy là nó giá cà phê London, giá cà phê thế giới nó thấp hơn ở mức này, mức năm 2000, mức 2001 nó thấp hơn mức 1992, tuy nhiên do tỷ giá tăng lên thành ra là cái giá nội địa nó cao hơn so với mức 5.000 vừa rồi. Đây là mức 6.900 đó. Rồi chúng ta cùng xem là thời điểm nào nữa nó thấp hơn nữa. Thì năm 2008, cuối năm 2008 xảy ra khủng hoảng đúng không? Thì giá cà phê ghi nhận năm, chúng ta qua qua cái biểu đồ này đi cho dễ nhìn này. Nó ghi nhận là nó xuống cuối năm này. Đây cái biểu đồ này đi. Cuối năm 2008 nó rơi xuống là tháng 12 là 8 là nó còn 1.522 đô. 1.522 đô. Chúng ta có 1.522 nhân với tỷ giá năm 2008 là bao nhiêu? Tỷ giá năm 2008 là 2008 tháng 12, tháng 12 năm 2008 là nó rơi vào tầm khoảng 17.145 đô. 17.145 đồng. Chúng ta nhân lên 17.145 đồng thì nó ra được bao nhiêu? Thì mức giá này là năm 2008 nó rơi vào tầm khoảng 26 27.000. Đó, 26 27 triệu một tấn. Thì nó cũng cao gấp đôi so với năm năm 2001 rồi. À, cao gấp nhiều chứ, cao gấp gần gần 5 lần. Năm 2001 thì nó có 6.900 thôi. Nhưng mà năm 2008 là nó lên 26.000, là cao gấp mấy lần rồi. Ok, vậy là vẫn cao đúng không? Mức 27.000 nhưng mà vẫn cao hơn so với năm 2001. Rồi bây giờ chúng ta xem cái mức mức khác xem nhé. Năm 2000 bao nhiêu đây? 2011 là nó đạt gần như là đỉnh này. Là nó đạt được mức 2006. Mức 2006 ở năm 2011. 2006 nhân với tỷ giá năm 2011 là bao nhiêu? Tỷ giá năm 2011 là nó ghi nhận được là, lấy tỷ giá bình quân đi, là tầm khoảng 2.000, à 20.900. Chúng ta lấy 20.900. Rồi 2.600 nhân cho 20.900. Rồi lúc này giá cà phê là ở thị trường Việt Nam á là nó rơi vào tầm khoảng 49, 48, 49, 50. Đây là giá mình thực tế mình nhân lên là 54 nha, nhưng mà về thị trường Việt Nam á thì nó trừ lùi trừ tới các kiểu á thì nó ra được mức khoảng đâu đó 50, là mức giá này là mức cao kỷ lục,
trong tất cả mọi thời đại là nó cao nhất. Thứ nhất á, là do giá đồng đô nó lên cao, giá tỷ giá đồng đô nó lên cao. Thứ hai á, là giá cà phê thế giới nó lên cao. Hai mức này đều lên cao, thành ra là giá cà phê nội địa Việt Nam mình á, là lúc này nó đạt gần mức 50.000. Đây là mức cao nhất đó, các bạn ghi nhớ cho mình nha, là mức cao nhất. Rồi ok, bây giờ là năm 11 là cao nhất rồi, thì nó sàn sàn như này. Và đến nay chúng ta xem là ở mức 1.172 đô này nhân với tỷ giá ở mức hiện tại là 1.172 nhân với tỷ giá là hôm nay là 23.000, cho là 600 đi ha, thì nó ra được là mức giá cà phê thị trường hiện tại là nó rơi vào tầm khoảng 27-28.000 thôi. Đó, chúng ta đang ở thời điểm là 2020, đầu năm 2020 thì giá cà phê nó rơi vào dưới 30.000. Đó, dưới 30 triệu một tấn. Ok. Thì qua video này mình hy vọng là các bạn sẽ nhìn thấy được một số cái thời điểm mà giá cà phê rơi xuống rồi tăng lên, và thời điểm nào là thấp nhất, thời điểm nào là cao nhất, và bức tranh tổng quát về giá cà phê thế giới cũng như giá cà phê Việt Nam qua tất cả các năm. Rồi, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Có thời gian mình sẽ chia sẻ nhiều video hơn, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi nha. Rồi, xin chào tạm biệt.